Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách vẽ tóc nữ của mình nha. Đầu tiên là 4 kỹ thuật mình hay dùng và một số mẫu vẽ tóc nữ phổ biến. Đầu tiên là kỹ thuật xóa tóc. Ở viết vẽ tóc nam mình cũng đã giới thiệu một lần. Các bạn vẽ những lọn tóc nhỏ đưa theo hướng lọn tóc lớn rồi sau đó xóa nét đi. Kỹ thuật thứ hai, vẽ lật tóc. Các bạn tưởng tượng như một tờ giấy lật góc lên vậy đó. Rồi sau đó tỉa lại nét, áp dụng kỹ thuật thứ nhất vào luôn nha. Đối với những mái tóc dài thì chúng ta sẽ thêm một đường chữ S. Cách tỉa cũng tương tự. Kỹ thuật thứ ba là vẽ cuộn tóc. Kỹ thuật này mình cũng không biết giải thích sao nữa, các bạn vẽ tóc làm sao như mình đang cuộn vô một vật thể vậy á. Phổ biến nhất vẫn là cuộn vô một hình tròn. Khi vẽ quen rồi thì kỹ thuật này có thể dùng cho cả tóc ngắn, tóc dài, tóc cột. Tiếp theo, ác mộng cũng khá nhiều người vẽ tóc xoăn. Tóc xoăn các bạn cứ vẽ một hình chữ S và áp dụng cả ba kỹ thuật còn lại vào. Nói thì dễ nhưng các bạn phải vẽ khá nhiều mình mới quen được á. Tiếp theo mình vẽ một số kiểu mẫu nha. Kỹ thuật cuộn tóc nè. Vì clip mình làm cũng ngắn ngắn thôi nên mấy đoạn này phải tua thật nhanh, các bạn thông cảm nha. Đến phần tóc dài thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật thứ hai khá nhiều. Tóc xoăn này mình vẽ theo kiểu đơn giản, chủ yếu mình cần xóa tóc và tỉa lại. Kỹ thuật này vẫn đẹp nhất khi line nét nha. Rồi đến tóc cột, các bạn nhớ vẫn tạo một đường bao. Khi cuộn tóc lên chân tóc, các bạn vẽ các đường tam giác nhỏ để tóc nhìn tự nhiên hơn nha. Tiếp theo là tóc xoăn ngắn, vẫn xóa tóc là chủ yếu. Và mình nhấn mạnh một lần nữa, kỹ thuật này vẫn tốt nhất khi mình line nét. Vẽ tóc thật sự rất khó, các bạn phải luyện tập rất nhiều. Hy vọng clip có thể giúp ích các bạn một phần nha.